mặt của chị được nâng cơ lên và săn gọn rất là nhiều, không còn chảy xề nữa. Đó, nên là chị thấy bên này làm cái hiệu quả nâng cơ rất là tốt. Đặc biệt là chị rất là ưng đó là không cần phải phẫu thuật giao kéo, nhưng mà cái cơ mặt mình vẫn gọn, thon gọn. Thay vì trước đây nếu mà mình muốn cái cơ mặt mình thon gọn lại thì mình phải cần sử dụng đến giao kéo và phẫu thuật thì nó rất là đau. Còn bên BB Thanh Mai là không dùng đến giao kéo nha mọi người. Đó, nên thành ra là mình khi mình làm xong nó chỉ hơi ấm ấm cái mặt và châm tiếp một chút xíu thôi. Cho nên là chị rất là cảm ơn bên BB Thanh Mai rất là nhiều. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, hơn 10 tuổi xong một giấc ngủ chưa? Ngay lập tức. Mọi người hãy cùng đến BB Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,